các thầy cô chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp. Trước hết cho em cũng xin phép được cảm ơn ban tổ chức đã cho phép em có mặt để trình bày trong buổi hôm nay ạ. Em xin phép trình bày nội dung về lao đa kháng, thực trạng và giải pháp ở Việt Nam. Vâng ạ, thì nội dung ở đây sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất là về cái tình hình dịch tễ chung của lao kháng thuốc trên thế giới và Việt Nam, và những cái yếu tố nào tác động đến cái tình hình dịch tễ đó. Và thứ hai là giải pháp chiến lược quản lý lao kháng thuốc tại Việt Nam cụ thể như thế nào, các kết quả thực hiện cũng như là những thuận lợi và khó khăn. Vâng ạ, thì trước hết là xin điểm rất là nhanh về cái khái niệm và nguyên nhân ạ. Chúng ta cũng biết là lao kháng thuốc là do đột biến. Và cái đột biến ở gen của vi khuẩn thì nó xảy ra một cách tự nhiên và hoàn toàn là tự phát trong quá trình sinh sôi phát triển của vi khuẩn thôi. Nhưng nó chưa phải là gây ra bệnh lao kháng thuốc. Thế để hình thành được bệnh lao kháng thuốc thì nó có hai cái lý do chính. Một là cái quá trình của chúng ta điều trị không đúng cách. Thì chính những cái sử dụng thuốc không đúng đó nó tạo ra một cái áp lực chọn lọc. Những cái vi khuẩn nhạy cảm thì bị tiêu diệt. Những vi khuẩn kháng thì tiếp tục phát triển. Và đến khi nó đạt được mức độ nhất định thì nó mới biểu hiện ra kiểu hình, và lúc đó mới có biểu hiện là kháng thuốc, bệnh nhân lao kháng thuốc. Và đồng thời bệnh nhân lao kháng thuốc lại có thể lây nhiễm cho người khác, khiến cho cái người mới mắc cũng bị lao kháng thuốc. Như vậy thì điều trị không phải gây ra đột biến, mà đột biến là tự nhiên, nhưng chính cái điều trị là gây ra cái áp lực chọn lọc và sinh ra lao kháng thuốc mắc phải, rồi có thể lây nhiễm sinh ra kháng thuốc tiên phát. Vâng ạ. Thế thì phân loại kháng thuốc hiện nay thì chúng ta quan tâm đến là có mấy loại như sau. Thứ nhất là bệnh nhân nhạy cảm thì là chủ yếu là nhạy cảm với rifampicin và isoniazid, là hai cái thuốc mạnh. Bệnh nhân lao đa kháng tức là kháng đồng thời với rifampicin và isoniazid. Bệnh nhân tiền siêu kháng tức là trước hết là bệnh nhân đa kháng, kháng R và H, sau đó có thể kháng với quinolon hoặc kháng với thuốc tiêm. Còn siêu kháng tức là kháng tất cả, cả MDA, kháng cả thuốc tiêm hàng 2 và kháng cả quinolon. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam, chúng ta quan tâm đến một cái thể chúng ta gọi là kháng rifampicin thôi. Bởi vì đa số bệnh nhân kháng rifampicin là kèm kháng isoniazid. Vâng ạ. Thế thì đây là cái tình hình dịch tễ lao kháng thuốc trên toàn cầu ạ. Thì ở đây người ta tổ chức trên thế giới có phân thành 3 cái mảng lớn. Thì những nước nằm trong cái mảng này thì là những nước có gánh nặng bệnh lao cao. Mảng này là kháng thuốc, mảng này là HIV. Thì Việt Nam chúng ta nằm ở giao thoa giữa hai mảng là lao và lao kháng thuốc. Và như vậy chúng ta là đứng trong số 16 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên thế giới và thứ 15 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao. Vâng ạ, thì đây là cái tình hình dịch tễ kháng thuốc toàn cầu cụ thể. Thì lao kháng rifampicin và cả MDA nữa thì trên thế giới là có 558.000 người. Trong đó 82% là MDA, tức là kháng đồng thời cả R và H. Còn siêu kháng thì là 8,5% trong số MDA. Và một cái thông tin nữa là kháng isoniazid đơn độc thì là 7% trong số bệnh nhân lao mới và 7,9% trong số bệnh nhân điều trị lại. Thì gần đây Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu quan tâm đến kháng isoniazid, bởi vì người ta thấy rằng kháng isoniazid thường là cái thuốc kháng đầu tiên trong cái một loạt các cái tổ hợp thuốc lao của chúng ta, và kháng isoniazid sẽ thường kéo theo sau đó là kháng rifampicin, là cái giai đoạn tiếp theo. Nên họ rất quan tâm đến kháng isoniazid và điều trị như thế nào để nó không khuếch đại nữa thành kháng rifampicin. Và trong số cái số bệnh nhân lao kháng thuốc trên toàn cầu thì gần một nửa lại từ 3 quốc gia là Ấn Độ, Trung Quốc và Liên bang Nga. Thế 3 nước này thì tổng số bệnh nhân lao kháng thuốc chiếm một nửa thế giới rồi, là 3 nước này. Vâng. Thế thì còn trong cái tỷ lệ kháng thuốc trong số bệnh nhân lao mới và bệnh nhân điều trị lại thì như thế nào? Trong số bệnh nhân lao mới thì là tỷ lệ kháng đa thuốc chiếm 3,5%. Còn trong số những bệnh nhân đã có tiền sử điều trị trước đây thì tỷ lệ kháng thuốc là 18%. Hai cái tỷ lệ này nhìn vào thì tưởng có thể chênh lệch rất là lớn, nhưng thực ra cái số bệnh nhân phát hiện được trong hai nhóm này lại tương đương, bởi vì cái số bệnh nhân mới nó rất lớn, cho nên 3,5% của nó cũng gần tương đương với cái 18% trong số bệnh nhân điều trị lại rồi. Vâng. Để nhìn rõ hơn về các cái yếu tố tác động, những cái yếu tố nào có thể tác động đến dịch tễ lao kháng thuốc thì chúng ta có thể nhìn vào cái sơ đồ này ạ. Trước hết là một trường hợp lao nhạy cảm, nếu như điều trị không đúng cách sẽ thành lao kháng thuốc. Thì đây là cái con đường dẫn đến kháng thuốc đầu tiên. Và cái yếu tố tác động là do điều trị không đúng cách. Con đường tiếp theo là trên một bệnh nhân mắc kháng thuốc có thể làm lây truyền ra cộng đồng. Và như vậy thì cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái quá trình lây truyền đó? Thứ nhất là phát hiện chưa đầy đủ. Thứ hai là điều trị chưa đúng cách, chưa đạt hiệu quả, cho nên là vẫn tiếp tục lây nhiễm. Và thứ ba nữa là cái công tác kiểm soát lây nhiễm của chúng ta chưa tốt. Cái con đường thứ ba nữa là khi mà một
người bệnh đã bị lây nhiễm cái lao vi chủng lao kháng thuốc từ một người khác rồi, thì họ cũng là mắc, họ là nhiễm lao kháng thuốc tiềm tàng, lao tiềm ẩn đấy ạ, nhưng mà là nhiễm cái chủng kháng thuốc, thì họ có thể phát triển thành mắc lao kháng thuốc. Và như thế nào cái quá trình này như thế nào thì nó những yếu tố nào tác động, đấy là cái việc quản lý nguy cơ, đối tượng có nguy cơ của chúng ta như thế nào, những người lao tiềm ẩn kháng thuốc ra làm sao, trên những người đái đường hay là tiểu đường hay là một số bệnh khác, và cái việc điều trị lao tiềm ẩn cho những người kháng thuốc này như thế nào, và những cái vaccine nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái tổng thể của những cái yếu tố có thể tác động đến dịch tễ lao kháng thuốc nó là như vậy. Và cụ thể hơn thì cái yếu tố nào trên thực tế là cái việc quản lý kiểm soát bệnh lao của chúng ta, bao gồm cả khâu phát hiện đến khâu điều trị cho đến khâu kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như là quản lý lao tiềm ẩn, đấy là tất cả các công việc chung của cái công tác kiểm soát bệnh lao của chương trình chống lao. Thì nếu như cái việc kiểm soát này mà nó yếu kém trong quá khứ thì nó sẽ dẫn đến tích tụ các cái số bệnh nhân lao kháng thuốc lại, và nó làm cho cái tỷ lệ hiện mắc nó tăng. Thế còn nếu như công tác trong quá khứ làm tốt rồi, thế nhưng mà trong hiện tại chúng ta làm chưa tốt, thì nó sẽ làm tỷ lệ mới mắc tăng, tức là xuất hiện những cái ca mới về lao kháng thuốc. Thì như vậy là chúng ta có thể đánh giá được cái hiệu quả của chương trình qua cái tỷ lệ hiện mắc hay tỷ lệ mới mắc của cái kháng thuốc này. Một cái yếu tố nữa đấy là cái chủng vi khuẩn. Chúng ta thấy có một cái con đường mà lây nhiễm đấy ạ, từ một người bệnh kháng thuốc có thể lây ra cộng đồng. Thế thì cái đấy là cái khả năng lây nhiễm của chủng vi khuẩn. Trước đây người ta cho rằng là vi khuẩn lao kháng thuốc thì khả năng lây nhiễm kém hơn, bởi vì nó bị đột biến và nó bị tổn thương ở những cái gen quan trọng chức năng của nó, cho nên khi nó đột biến lại đồng thời với nó làm cho độc lực yếu đi, nó sẽ lây nhiễm kém đi. Nhưng đến bây giờ người ta quan sát thấy thì nó không phải như vậy, nó vẫn lây nhiễm rất là mạnh, vì là nó lại sinh ra những cái đột biến bù, đột biến nó làm kháng thuốc nhưng nó lại có cái đột biến bù để nó khôi phục trở lại đấy, và một số cơ chế khác nữa. Chính vì vậy cho nên là có thể xuất hiện những cái chủng vi khuẩn có độc lực rất là mạnh, mặc dù nó đã kháng thuốc, và nó có thể tiếp tục phát triển trở nên chiếm ưu thế, và nó có thể làm thay đổi cục diện của kháng thuốc về sau. Cái yếu tố thứ ba mà ảnh hưởng đến cái quá trình mà từ nhiễm lao tiềm ẩn kháng thuốc cho đến bệnh lao kháng thuốc, thì cái quá trình đó nó cũng bị tác động bởi rất nhiều yếu tố kinh tế xã hội như là HIV, nghèo đói, dinh dưỡng, hoặc là thuốc lá, hoặc là tiểu đường. Thì đấy là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái dịch tễ lao kháng thuốc. Và cụ thể thì chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh để chúng ta thấy là cái công tác quản lý và kiểm soát bệnh lao kháng thuốc trên toàn cầu hiện nay nó ở cái mức còn rất hạn chế. Chúng ta thấy cái biểu đồ sơ đồ của hành cho thấy là cái số người mắc mới MDA thì nó nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta mới điều trị được có từng này thôi, có 25% được thu nhận điều trị thôi, còn lại 75% là vẫn còn lơ lửng ở bên ngoài, không phát hiện, không điều trị gì cả. Và trong số điều trị như vậy thì chỉ có 55% thành công thôi đấy. Và như vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công của MDA nó chỉ vậy, còn XDA nó còn tệ hơn là nó chỉ có 34% thành công thôi. Vâng, thế quay trở lại với Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy là đây là những cái con số cho thấy cái diễn biến về dịch tễ lao kháng thuốc qua các năm, thể hiện qua các cái kết quả của các cuộc điều tra, thì cho thấy là tỷ lệ MDA trong số lao mới chúng ta tăng từ 2,7 theo cái điều tra của 2000 lần 3 và tăng lên 4% của lần 4, điều tra lần 4, và bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới ước tính là 4,1%. Tỷ lệ bệnh nhân lao kháng thuốc trong số bệnh nhân lao đã điều trị trước đó hiện nay đang ước tính ở 17%. Và con số bệnh nhân lao kháng rifampicin của chúng ta trong số những bệnh nhân lao mà chúng ta đã phát hiện được là ước tính trên toàn quốc là khoảng 4.900, gần 5.000 bệnh nhân. Còn cái con số mà siêu kháng của chúng ta là 5,6% trong số đa kháng. Và trong đó thì kháng quinolone của chúng ta là gần 17%. Đấy, chúng ta thấy con số của chúng ta là như vậy. Thế thì đấy là tất cả những cái thông tin sơ lược về cái cơ chế nguyên nhân kháng thuốc cũng như là những cái yếu tố tác động đến tình hình dịch tễ và cái thực trạng, cái cụ thể dịch tễ của thế giới Việt Nam như vậy. Thế thì đứng trước cái đó thì giải pháp của chúng ta là gì? Chúng ta thấy dựa vào các cái yếu tố tác động của chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là phải phát hiện tối đa. Thứ hai là phải điều trị hiệu quả thật tốt. Thứ ba là phải có cái giải pháp dự phòng. Và thứ tư là phải có các cái hoạt động hỗ trợ để quản lý điều hành để thực hiện ba cái giải pháp đó. Thế thì cụ thể phát hiện tối đa của Việt Nam chúng ta là như thế nào? Chúng ta sàng lọc kháng rifampicin và đa kháng trong tất cả những cái nhóm có nguy cơ cao. Ngoài ra chúng ta sàng lọc cả trong nhóm có nguy cơ thấp, đấy là bệnh nhân lao mới, để phát hiện cả những cái người mà kháng thuốc do mắc phải trong quá trình điều trị cũng như là kháng thuốc do lây nhiễm xuất hiện ngay cả trên bệnh nhân lao mới. Cái đối tượng là như vậy. Thứ hai là ngoài cái việc sau khi đã phát hiện kháng rifampicin rồi, chúng ta sàng lọc tiếp cái phát hiện cái siêu kháng và tiền siêu kháng.
để xem là có bệnh nhân tiền siêu kháng thì chúng ta lọc loại luôn và điều trị luôn. Thứ hai là điều trị hiệu quả. Thì chúng ta để đạt được cái điều trị hiệu quả, chúng ta đã có những cái phác đồ điều trị đi theo cái tiếp cận y học chính xác, tức là căn cứ vào từng cái thể loại kháng sinh đồ của từng bệnh nhân để chúng ta điều trị cho nó phù hợp. Và cái phác đồ chúng ta đã bắt đầu sử dụng thuốc mới như bedaquiline, delamanid và các phác đồ ngắn hạn. Và đồng song song với cái phác đồ đó thì chúng ta có cái biện pháp kiểm soát đốt chặt chẽ. Thế còn cái dự phòng thì trước hết là phải kiểm soát lây nhiễm tốt, và thứ hai là điều trị dự phòng. Thì điều trị dự phòng hiện nay áp dụng cho bệnh nhân lao đa kháng ở Việt Nam mà chúng ta chưa áp dụng rộng rãi, mà mới chỉ đang ở phạm vi nghiên cứu, đây là dùng levofloxacin ở nghiên cứu VQIN đấy ạ. Thì sau này cái việc áp dụng như thế nào đấy thì chúng ta mới có kế hoạch sau. Thế còn các hoạt động hỗ trợ quản lý điều hành để làm tốt ba cái việc trên là phát hiện, là điều trị, là dự phòng, thì chúng ta có các cái hoạt động nâng cấp hệ thống xét nghiệm này, nâng cấp cơ sở điều trị, cung ứng kể cả sinh phẩm xét nghiệm lẫn thuốc, quản lý tốt biến cố bất lợi, các cái chế độ hỗ trợ chăm sóc người bệnh và tiến hành các cái nghiên cứu điều hành để áp dụng những cái giải pháp tốt nhất, tiếp cận tốt nhất. Vâng ạ. Cụ thể là hệ thống xét nghiệm của Việt Nam chúng ta là bao phủ các tỉnh thành theo cái sơ đồ như thế này. Chúng ta có cả những cái phòng xét nghiệm kháng sinh đồ hàng hai để chẩn đoán siêu kháng. Các cái xét nghiệm X-Spot chúng ta đã bao phủ rất là rộng, và xét nghiệm đờm trực tiếp cũng bao phủ kín tất cả các quận huyện như là trên sơ đồ chúng ta thấy. Và sơ đồ chẩn đoán của chương trình cũng rất rõ là gì, chúng ta tầm soát thứ nhất là tầm soát lao kháng rifampicin và đa kháng bằng X-Spot, và sàng lọc tất cả các nhóm đối tượng kể cả nguy cơ cao lẫn nguy cơ thấp. Sau đó là chúng ta sàng lọc để phát hiện siêu kháng và tiền siêu kháng trong số những người đa kháng. Và cái lộ trình sử dụng expert của chúng ta sẽ càng ngày càng mở rộng. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang tập trung expert chủ yếu cho những đối tượng để sàng lọc kháng thuốc và một số đối tượng để chẩn đoán lao. Nhưng mà trong những cái nhóm nguy cơ như là HIV rồi trẻ em rồi lao màng não, và đến nay chúng ta đã mở rộng thêm cho những đối tượng ASV âm tính, và tiến tới là chúng ta sẽ làm trên toàn bộ các đối tượng nghi lao. Như vậy chúng ta có thể phát hiện một cách triệt để nhất những cái trường hợp kháng rifampicin trong những người bệnh nhân lao mới. Và hệ thống điều trị của chúng ta cũng đã bao phủ 63 tỉnh thành ạ, theo như sơ đồ, và chúng ta mở rộng khá là nhanh, bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay. Bệnh nhân cũng đã được phân loại vào các phác đồ cụ thể ở đây. Thông qua expert thì chúng ta thấy những trường hợp nhạy thì sẽ được điều trị bằng thuốc lao hàng 1. Những trường hợp đa kháng đơn thuần, không có kháng với rifampicin, không có kháng với thuốc lao hàng 2 thì điều trị phác đồ 9 tháng. Còn những trường hợp siêu và tiền siêu, tức là có kháng thuốc lao hàng 2 hoặc những trường hợp không dung nạp được cái phác đồ 9 tháng đó thì chúng ta đã có một cái phác đồ thuốc mới, phác đồ cá nhân. Vâng ạ, thì đây là cái sơ đồ điều trị. Nó cho thấy là chúng ta hiển thị thành chia thành các cái khối khác nhau cho bệnh nhân nhạy cảm, bệnh nhân kháng đa kháng, bệnh nhân tiền siêu kháng và siêu kháng, và từng các cái phác đồ cụ thể phân nhánh phù hợp từng đối tượng bệnh nhân. Để thực hiện tốt, để đáp ứng tốt được cái việc điều trị đạt hiệu quả an toàn cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ bỏ trị, thì cái công việc theo dõi an toàn thuốc và cảnh giác dược cũng rất là quan trọng. Thì chương trình hiện nay ngoài cái áp dụng cái theo dõi an toàn thuốc theo phương pháp tự nguyện như trước đây, tức là bác sĩ sẽ tự báo cáo mà không có những cái yêu cầu gì bắt buộc khi bệnh nhân có biến cố bất lợi, thì bây giờ chúng ta thêm cái tiếp cận chủ động nữa là bắt buộc phải báo cáo bệnh nhân khi nào có biến cố bất lợi, xử trí ra làm sao để trung tâm cảnh giác dược họ có thể xử trí, họ phản hồi chúng ta để chúng ta có thể biết được là cảnh báo đối với những thuốc nào, những biến cố nào cần lưu ý. Và đây là cái kết quả chẩn đoán thu nhận của chương trình trong các năm từ khi thực hiện ạ. Chúng ta thấy màu xanh là những bệnh nhân đã được chẩn đoán, và màu xanh đậm cửu long là những cái bệnh nhân được thu nhận điều trị, cho chúng ta thấy là đến nay chúng ta như năm ngoái là chúng ta chẩn đoán được hơn 3.000 trường hợp. Và cũng thu nhận được một cái tỷ lệ rất là cao, hơn 90% thu nhận trong số chẩn đoán. Đó. Kết quả điều trị cũng cho chúng ta thấy là rất là khả quan. Tỷ lệ điều trị thành công của Việt Nam là ở mức 70%, cao hơn so với cái mức chung của toàn cầu. Toàn cầu người ta chỉ 50% thành công thôi, thì chúng ta là tầm 70%. Tuy nhiên, một trong những cái thách thức là chúng ta thấy cái tỷ lệ bỏ trị nó dường như là nó cũng ở một cái tỷ lệ tương đối là cao, cao so với chúng ta thôi. Chứ còn Philippines họ tận 30% bỏ trị cơ. Chúng ta dao động ở mức 10-15%, và đặc biệt là khi chúng ta mở rộng thì cái tỷ lệ bỏ trị dường như là nó cũng không kiểm soát, hiện tại không kiểm soát được. Về cái tỷ lệ điều trị thành công của thuốc mới cho chúng ta những cái tia hy vọng là cái tỷ lệ âm hóa cũng như là kết quả điều trị của phác đồ có bedaquiline cũng như phác đồ 9 tháng cho thấy tỷ lệ âm hóa rất là cao, trên 85%.
Vâng ạ, đây là những cái tín hiệu rất tốt, tuy nhiên chúng ta cũng hết sức lưu ý là phải biết là nó tốt như vậy nhưng chúng ta phải bảo vệ nó, phải kiểm soát đốt thật chặt chẽ, chứ nếu không thì nó lại kháng thì lại cũng vâng. Và đây là những cái thuận lợi cũng như khó khăn mà chương trình đã đúc kết được trong thời gian triển khai. Thuận lợi là chương trình có được những cái cam kết chính trị rất là mạnh mẽ, được Bộ Y tế cũng như là chương trình Lao đặt là hoạt động ưu tiên, và gần đây là chương trình chống lao đã thành lập được quỹ Pax TB, là có thể hỗ trợ cho bệnh nhân lao chung cũng như là bệnh nhân lao kháng thuốc, thể hiện được cái cam kết chính trị rất mạnh mẽ và những cái ưu tiên lớn. Thứ hai là chúng ta có mạng lưới và đội ngũ cán bộ chống lao ở trên toàn tuyến được đào tạo đầy đủ và thường xuyên. Chương trình Lao nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ rất nhiều đối tác khác nhau. Và về cơ sở vật chất thì cho thấy là hệ thống xét nghiệm đủ năng lực để chẩn đoán, theo dõi lao đa kháng cũng như lao siêu kháng. Và về điều trị thì cái dịch vụ điều trị đã mở rộng toàn quốc và có đủ năng lực để theo dõi điều trị và quản lý biến cố bất lợi. Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn. Thứ nhất là liên quan đến hoạt động chẩn đoán thì hiện nay chúng ta vẫn chưa sàng lọc hết được các phát hiện hết được các cái sàng lọc hết được những cái người nghi kháng thuốc hoặc là những đối tượng lao mới mà cần sàng lọc để phát hiện lao kháng thuốc. Lý do là vì cái hệ thống vận chuyển mẫu của chúng ta vận hành chưa thực sự tốt và hệ thống cung ứng sinh phẩm đôi khi cũng bị gián đoạn, và cái bảo dưỡng máy expert nữa, có những lúc máy bị dừng hoạt động do bảo dưỡng không kịp thời. Đấy là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sàng lọc chúng ta chưa đạt mức tối đa. Và bên cạnh đó là những cái khó khăn chưa phải ở thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai sẽ là khó khăn, đấy là kháng sinh đồ đối với các thuốc mới. Khi chúng ta sử dụng thuốc mới thì chúng ta phải có kháng sinh đồ đối với thuốc mới để xem cái tình hình kháng với cái thuốc đấy như thế nào. Thì hiện tại chúng ta mới đang trong công tác chuẩn bị thôi, nhưng đấy cũng là cái chúng ta cần hết sức lưu ý. Về mặt điều trị thì còn hạn chế ở một số địa phương chứ không phải là toàn quốc. Ví dụ như là một số đơn vị ở mô hình trung tâm phòng chống bệnh xã hội thì chưa có giường bệnh điều trị cho bệnh nhân, cho nên là phải gửi bệnh nhân đến nơi khác để điều trị trong thời gian đầu. Đấy cũng ảnh hưởng đến cái thời gian điều trị cũng như cái khả năng tuân thủ của bệnh nhân. Thứ hai nữa là cái liên kết của tuyến quận huyện cũng còn gián đoạn ở nhiều địa phương. Đáng nhẽ ra phải tỉnh, huyện và xã phải cùng một cái đường dây liên kết để quản lý bệnh nhân, nhưng mà đường dây tuyến huyện bị đứt ở khá nhiều nơi. Cung ứng thuốc còn bất cập, nhiều khi chậm và thiếu cục bộ, dẫn đến chất lượng điều trị có thể cũng bị ảnh hưởng. Và chúng ta thấy trên thực tế là một cái tỷ lệ bỏ trị còn khá đáng kể, có thể do khâu giám sát đốt hay là hỗ trợ của bệnh nhân chúng ta chưa thực sự là hữu hiệu, và cái vấn đề quản lý biến cố bất lợi có thể chưa chưa đạt được như chúng ta mong muốn, dẫn đến tỷ lệ bỏ trị. Vâng ạ. Các khó khăn khác như là phát triển của y tế tư và việc sử dụng thuốc lao thiếu kiểm soát có thể dẫn đến kháng thuốc, vì chúng ta biết sử dụng thuốc sai tạo áp lực chọn lọc đúng không ạ, để dẫn đến khuếch đại kháng thuốc. Và đặc biệt trong nông nghiệp nữa, họ dùng rifampicin để điều trị cho tôm, mà chúng ta ăn tôm mà trên những cái người mà lại có bệnh lao mà chưa phát hiện được chẳng hạn, thì cũng có thể dẫn đến kháng rifampicin không lường được. Quản lý lao kháng thuốc trong trại giam hiện nay còn hạn chế. Đây là một cái nhóm đối tượng mà tập trung và có nguy cơ cao, tuy nhiên công tác này chưa được tốt. Hệ thống báo cáo quản lý thông tin hiện tại chưa tối ưu, ảnh hưởng lớn đến hệ thống cung ứng thuốc và sinh phẩm mà chúng ta dự báo chưa kịp thời và chưa chính xác. Và một cái quan trọng nữa, đấy là kinh phí hiện nay của chúng ta vẫn dựa chủ yếu vào nguồn tài trợ từ nước ngoài. Và hy vọng về sau khi chúng ta vận động được bảo hiểm y tế thì câu chuyện nó sẽ khả quan hơn. Và cái việc duy trì nguồn lực cán bộ nữa, việc cán bộ thuyên chuyển nghỉ hưu và đào tạo thay thế hiện nay chúng ta cũng vẫn còn là cái vấn đề chúng ta phải đối diện. Và cuối cùng đấy là khâu kiểm soát lây nhiễm ạ, thì thực hiện chưa đầy đủ và đồng bộ. Đấy lý do tại làm sao mà cái tỷ lệ lao kháng thuốc trong số lao mới nó vẫn cứ gia tăng, thể hiện là cái kiểm soát nhiễm khuẩn chưa thực sự tốt. Vâng ạ. Vâng ạ. Em xin cảm ơn.